Hello là ok. Welcome to Dog Working on Toilet. Thì hôm nay cả nhà thì mình có một cái chương trình đó là xem thử là mấy em Su với em Bông nhà mình này cả nhà. Mấy em đây có ăn rau không? Bình thường á là mình toàn cho mấy em ăn xúc xích phô mai không à. Thức ăn của mấy em cún em chó thôi. Còn bây giờ mình có rau đây để mình xem thử là Su với Bông có ăn không nha. Rồi, Su Bông. Từ. Muốn ăn, đứa nào ăn thì đứng lên. Đứng lên, 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 đứng lên
đi xét vô đồng chí. Đồng chí Xu đi xét vô đồng chí Bông. Hai đồng chí đứng xét vô. Hôm nay hôm nay tôi là chỉ huy Hoàng Tấn Thắng. Hôm nay bữa tiệc của chúng ta, bữa cơm trưa của chúng ta có những món như sau. Bình thường là có thịt, nhưng mà hôm nay là sẽ có rau. Thì tất cả các đồng chí thì hôm nay sẽ được ăn rau. Ăn đây. Ngồi xuống ăn, ngồi xuống ăn đây. Giỏi, ngồi xuống, ăn đây. Đồng chí Xu, ăn rau. Ăn rau. Đồng chí Bông ăn rau. Đó. Ăn rau. Đó. Đồng chí ăn rau vô không? Đồng chí ngồi hai chân lên. Đồng chí ăn rau vô. Nằm yên. Rồi đồng chí đứng dậy. Đồng chí Xu đứng dậy. Đồng chí Xu đi vô đây. Đồng chí Xu đưa đít vô tường. Đồng chí Xu đứng yên đó. Còn đồng chí Bông đâu? Đồng chí Bông núp rồi cả nhà. Đồng chí Bông ra đây. Xé vô. Đồng chí Bông đứng lên. Rồi đồng chí Bông đi xé vô đây. Đồng chí Bông đưa đít vô tường luôn. Đồng chí Bông đi vô tường. Hai đồng chí đứng yên đó. Lý do gì mà hôm nay hai đồng chí không chịu ăn rau hả? Bình thường á, các đồng chí có biết không, rau là rất là tốt cho sức khỏe, mà hai đồng chí không ăn thì là sao được hả? Nhất là đồng chí Xu nè, hôm nay là tôi kiểm điểm đồng chí Xu nha. Đồng chí Xu rau đây nè, đồng chí không chịu ăn nè hả? Đồng chí nấp cái gì? Đồng chí nấp cái rau hả? Đồng chí Bông đi đó, nhảy đó, đi đó. Đồng chí Xu tiếp cản vô giỏi. Đồng chí Xu bao nhiêu cả nha. Đồng chí Bông giữ nguyên. Đồng chí Xu đứng yên đó. Đồng chí Xu giữ nguyên hiện trạng đó. Đồng chí Bông về đây giỏi. Đồng chí Bông đổi miếng khác rồi. Đồng chí Bông đứng yên đó. Đồng chí Bông đứng thẳng lên. Đồng chí Bông đứng thẳng lên. Hai đồng chí đứng lên nào. Đồng chí Bông cản vô. Đứng yên đó. Đồng chí đã biết lỗi rồi, hai đồng chí chưa? Rồi hai đồng chí đi xét cho anh nè. Rồi đồng chí Xu đường nè. Đồng chí Xu đường nè. Đồng chí Xu lên lên ghế ngồi. Đồng chí Bông đi đây. Xét vô. Xét cho anh nè. Rồi Đồng chí Bông đứng lên. Rồi đồng chí Bông đi ra đây. Giỏi nè. Đi đây đồng chí. Đồng chí đi ra đây. Nè, đồng chí. Ra đây. Bông xe vô. Giỏi. Đi xe vô. Nè. Giỏi. Giỏi, tặng đồng chí. Đó, giỏi. Đồng chí Xu lại đây. Thì nói chung là cả nhà, mình thử lòng hai đồng chí xem nữa là đồng chí có ăn rau không, mà cuối cùng là đồng chí Bông ăn thôi, chứ đồng chí Xu không có ăn. Nè. Đó. bắt tay không, tay đây bắt tay giỏi. Bắt tay đồng chí ve coi. Đồng chí Bông ve giỏi. Đồng chí Xu ngồi hai chân lên giỏi. Đồng chí Xu ngồi như đó Đồng chí Bông ngồi hai chân lên hai chân đó, ngồi im đó.
Ngồi hai chân lên. Ngồi hai chân lên. Ngồi hai chân lên. Ngồi im. Ngồi hai chân lên. Rồi ngồi im. Đồng chí Xu ngồi hai chân lên. Đồng chí Xu làm gương. Ngồi hai chân lên. Giỏi. Một cộng một bằng mấy? Một cộng một bằng mấy? Giỏi. Hai nhân hai trừ một bằng mấy? Giỏi. Được. Xu được. Bông. Một cộng một bằng mấy? Tao lên. À. Hai cộng hai bằng mấy? Tao lên. Tao lên. Giỏi. Ghê không vậy nha? Xu bước xuống. Xe xuống. Xu. Thể hiện kỹ năng đi Xu cho chị em không biết. Nhảy qua. Nhảy qua. Giỏi. Nhảy qua. Ghê. Nhảy qua. Bước qua đây. Bước qua. Nhảy qua. Nhảy qua. Xu. Nhảy qua. Giỏi. Giỏi. Nhảy cao lên nè. Cao lên. Giỏi. Cao lên nữa. Cao lên nữa. Giỏi. Đó thì ok nha cả nhà, hôm nay gửi tới cả nhà một cái clip mà xem là Xu bông có ăn rau không. Thì thật ra là cuối cùng là bông ăn với Xu có ăn. Mới là cái đồng chí Xu nè, là đồng chí mà không tuân lệnh nhiều nhất nha cả nhà. Nói mà biết nghe, lì lắm. Đó thì cả nhà mà xem clip này của nhà mình mà thấy vui á, nhớ nhấn like nha, quên đăng ký nữa để ủng hộ cho kênh của em Bông ngày càng phát triển. Thì hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo. Ok.